Phạm Hồng Hà quyết phản đòn Trịnh Đình Dũng. Bộ Xây dựng đã cử một đoàn thanh tra mới về để tiếp tục thanh tra các công tác quy hoạch quản lý xây dựng tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc sau khi đoàn thanh tra trước đó bị lập biên bản về hành vi vòi tiền tại huyện này. Ngày 17 tháng 6, Bộ Xây dựng đã cử một đoàn thanh tra mới về huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc để tiếp tục thanh tra công tác quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch được duyệt, công tác cấp phép xây dựng tại một số dự án tại huyện Vĩnh Tường. Đoàn thanh tra này gồm 11 cán bộ, thời gian thanh tra kéo dài 25 ngày, không kể thứ Bảy và Chủ nhật, bắt đầu làm việc từ ngày 18 tháng 6. Lần này họ quyết môi lại những sai phạm nghiêm trọng trong các dự án dưới thời Trịnh Đình Dũng làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Câu chuyện bắt đầu từ ngày 12 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an Vĩnh Phúc đã bắt quả tang đoàn thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ 25 tỷ. Trong cơn khó khăn đó, Phạm Hồng Hà đã chạy trọt để Võ Văn Thưởng giảm nhẹ tội cho đám đàn em của Hà. Kết quả rất thành công, Võ Văn Thưởng đã cho báo chí uốn lưỡi nói ngược còn 250 triệu. Bước 1 đã xong, giờ đến bước 2 là tung chiêu tấn công ngược lại Liên minh Hoàng Thị Thúy Lan và Trịnh Đình Dũng. Thế là đoàn thanh tra thứ hai được thành lập để xuống tận Vĩnh Phúc dập lại đối tượng này. Xem ra Phạm Hồng Hà và Trịnh Đình Dũng đang chiến nhau không khoan nhượng. Hồi tháng 4, Tránh Thanh tra Bộ Xây dựng ban hành quyết định thành lập đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra công tác quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch, công tác cấp phép xây dựng, quản lý cấp phép và công tác quản lý đầu tư tại một số dự án trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Đoàn thanh tra này gồm 5 người thuộc các đơn vị thanh tra của Bộ Xây dựng. Trong đó, bà Nguyễn Thị Kim Anh, 44 tuổi, Phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn. Bà Lưu Văn Oanh, 43 tuổi, Phó trưởng phòng giám sát kiểm tra và xử lý sau thanh tra làm phó trưởng đoàn. Các thành viên của đoàn thanh tra gồm Đặng Hải Anh 38 tuổi, chuyên viên phòng thanh tra xây dựng 2, Nguyễn Thị Kim Liên 42 tuổi, cán bộ phòng thanh tra xây dựng 3 và Nguyễn Thùy Linh 25 tuổi, cán bộ phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra. Từ đầu tháng 6, trong thời gian đoàn thanh tra làm việc tại huyện Vĩnh Tường, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được chỉ thị ngầm từ bà Hoàng Thị Thúy Loan rằng phải bố ráp để tìm sơ hở của đàn em phạm hồng hà và dập tới bến vì bọn này đến để chọc ngoái sai phạm của cựu bí thư tỉnh cựu bộ trưởng bộ xây dựng trịnh đình dũng thế là đoàn thanh tra của bộ xây dựng vừa có hành vi lợi dụng nhiệm vụ thanh tra ép các doanh nghiệp ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện vĩnh tường phải đưa tiền để được xem xét thì công an như đã phục sẵn ập vào bắt quả tang vì việc này bay về bộ xây dựng đã làm cho phạm hồng hà choáng váng và sau đó vất vả ứng phó. Thực hiện chỉ đạo của Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc, Công an tỉnh Vĩnh Phúc thành lập tổ công tác để điều tra xác minh vụ việc. Theo đó, ngày 12 tháng 6, Ban Quản lý Dự án huyện Vĩnh Tường, tổ công tác của Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang Đặng Hải Anh, nhận 90 triệu đồng của anh Đỗ Ngọc Yên, 35 tuổi, phó giám đốc công ty Đức Trung. Khi bị bắt, ông đặng hải anh thừa nhận hành vi nhận tiền của anh đỗ ngọc yên để không giảm trừ khối lượng giá trị của một số hạng mục công trình mà công ty đức trung đã thi công trên địa bàn huyện vĩnh tường nghiệm thu thanh toán Cùng ngày, tại Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường, tổ công tác của công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang bà Nguyễn Thị Kim Anh về hai hành vi nhận 68 triệu đồng của ông Trần Hanh, kế toán ủy ban nhân dân xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường, để không giảm trừ khối lượng giá trị của một số hạng mục công trình mà ủy ban nhân dân xã Tân Tiến là chủ đầu tư, nhận 91,5 triệu đồng của ông Đỗ Mạnh Cường, công chức tài chính kế toán ủy ban nhân dân thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường. Sau khi bị bắt các cán bộ đoàn thanh tra Bộ Xây dựng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc của đoàn thanh tra tại Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường, thu giữ nhiều hồ sơ của các đơn vị thi công công trình trên địa bàn huyện Vĩnh Tường. 335 triệu đồng trong tủ do Nguyễn Thị Kim Anh quản lý và các máy tính, điện thoại cùng một số đồ vật liên quan khác. Đây là cú phản đòn của Phạm Hồng Hà. Không biết Trịnh Đình Dũng và Hoàng Thị Thúy Loan sẽ ứng phó như thế nào? Hãy chờ xem sẽ rõ không biết ai sẽ thắng. Nhưng chắc chắn mối quan hệ Phạm Hồng Hà và Trịnh Đình Dũng ngày một mâu thuẫn sâu sắc. Trịnh Đình Dũng khải bế Phạm Hồng Hà như thế nào? Trịnh Đình Dũng sau nhiều sai phạm ở Đại học Quốc gia Hà Nội đã không những không bị cách chức mà còn tiến lên chức phó thủ tướng. Nhưng vì đủ tiền để lo lót, lót ghế cho mình, còn chiếc ghế cũ là ghế bộ trưởng bộ xây dựng bị Tô Huy Rứa trước khi về hưu đã bán lại cho Phạm Hồng Hà kiếm bộn tiền khi phạm hồng hà lên thì vây cánh của hà ở nam định mạnh lên và cánh vĩnh phúc của dũng bị thất thế dần thế là dũng đem chuyện này để bụng đợi ngày triệt hạ hà lên ghế bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà ra tay vơ vét để bù lại cái khoản chi phí quá lớn mà ông ta đã phải bỏ ra để mua ghế nhưng sự vơ vét đó không xảy ra ở lãnh địa trịnh đình dũng nên dũng chẳng làm gì được đi đêm lắm có ngày gặp ma Phạm Hồng Hà đi đâu cũng vét, nên thấy Vĩnh Phúc sai phạm, tưởng dễ ăn. Và cho đàn em đến đó thanh tra để hốt một mớ tiền về nộp cho Hà. Tại chính phủ, Trịnh Đình Dũng khi được báo tin rằng thanh tra bộ xây dựng về huyện Vĩnh Tường thanh tra các dự án vốn trung ương, thì Trịnh Đình Dũng reo lên vì vui mừng. Cơ hội cài bẫy triệt hạ Phạm Hồng Hà đã đến. Trịnh Đình Dũng vốn là bí thư tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2004 đến 2010, nên đã có nhiều đàn em nắm giữ các chức vụ chủ chốt trong đảng và chính quyền tỉnh nơi đây. Trong đó có Hoàng Thị Thúy Lan, hiện là bí thư tỉnh, và Đinh Ngọc Khoa, giám đốc công an tỉnh. Thật ra bộ sậu Trịnh Đình Dũng, Hoàng Thúy Lan và Đinh Ngọc Khoa đều có ăn chia trong dự án này cả, và bây giờ họ bảo vệ lẫn nhau. Nếu không bảo vệ, thì cả đám bị Phạm Hồng Hà nắm thóp thì khó đường tiến thân tại đại hội 13 năm 2021. Vì vậy cả nhóm bàn rằng thà ta đánh nó trước còn hơn để nó đánh ta. Thế là cuộc bù ráp đã tiến hành như những gì đã thông báo với báo chí. Ngày 12 tháng 6 năm 2019, Công an Vĩnh Phúc đã giữ bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó phòng Phòng chống tham nhũng của Thanh tra Bộ Xây dựng, Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc vì tội hối lộ lên đến 25 tỷ đồng. Nhưng cuối cùng Phạm Hồng Hà cũng có liệu cánh báo chí thông báo giảm đi 100 lần, chỉ còn 250 triệu. Điều ê chề nằm ở chỗ là đòi hối lộ từ chính người cầm đầu đoàn thanh tra, đòi hối lộ từ chính người cầm đầu chống tham nhũng, lại đòi hối lộ với một số tiền lớn khủng khiếp cho một sự vụ xây dựng chỉ ở cấp huyện mà thôi, Thực ra bọn này nhận lệnh của Phạm Hồng Hà đi tống tiền mang về cho Hà mà thôi Còn cái gọi là cơ quan chống tham nhũng trong chính quyền này Nó là một tổ tham, thanh tra nơi nào cũng đòi tiền Cái không may là chui vào hang ổ của Trịnh Đình Dũng Nên bà Nguyễn Thị Kim Anh đã bị lộ Bà Nguyễn Thị Kim Anh bị lộ là do ăn quá dày Tham thì thâm Giá mà bà chỉ đòi 500 triệu đồng hay là 1 tỷ đồng thì đã chót lọt rồi Đằng này bà đòi đến hàng chục tỷ thì cả huyện Vĩnh Tường sợ hãi nên phải báo công an làm cho ra nhé. Nhưng khổ nỗi 500 triệu hay 1 tỷ không đủ cho Phạm Hồng Hà có tiền mua ghế cho nhiệm kỳ sau nên mới ra cái giá cao ngất ngưởng là 25 tỷ. Nhưng điều đáng nói của vụ thanh tra đòi hối lộ không nằm ở chỗ bị lộ, mà ở chỗ bị lộ rồi mà cán bộ lãnh đạo vẫn còn che chống, không nhìn thẳng vào sự thật. Ở hậu trường, Phạm Hồng Hà vận động báo chí chạy tội cho đàn em bị lộ. Đồng thời trên truyền thông, nói như là Bộ trưởng rất công minh vậy. Cụ thể là ông Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho rằng đó là sai phạm cá nhân. Còn ông Nguyễn Thái Học, Phó Ban Nội Chính cũng cho rằng sai phạm cá nhân, nhưng lưu ý là do công tác tổ chức cán bộ. Theo báo Việt Nam Net vào ngày 14 tháng 6 năm 2019, Vụ việc của Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng của cả trục ủy viên Trung ương Nguyễn Bá Son, Trương Minh Tuấn, Trần Văn Minh, của cả tá tướng lĩnh Trần Việt Tân, Bùi Văn Thành, Phan Văn Tuấn, Phan Văn Vĩnh, còn sờ sờ ra đó, và bây giờ là cán bộ cấp phó phòng Nguyễn Thị Kim Anh, và rất có thể còn kéo theo cả Phạm Hồng Hà. Phó phòng phòng chống tham nhũng của Bộ Đòi Hối Lộ, trưởng đoàn thanh tra của Bộ Đòi Hối Lộ, đòi hối lộ không phải là một vài triệu đồng, không phải là một vài trăm triệu đồng không phải là một vài tỷ đồng mà là hàng chục tỷ đồng cho một sự vụ giới hạn cấp huyện chỉ một việc thanh tra xây dựng của một huyện mà đòi hối lộ tới hàng chục tỷ đồng thì các vụ thanh tra ở các dự án trăm ngàn tỷ ở các tập đoàn ở cấp thành phố cấp tỉnh cấp bộ cấp chính phủ sẽ có số tiền hối lộ nhiều đến mức độ nào và nhân dân tự hiểu tại sao thanh tra những vụ sai phạm như thủ thiêm, đồng tâm sẽ không bao giờ có câu trả lời thỏa đáng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn kỷ luật vài người làm gương răn đe để cứu muôn người, nhưng bỏ tù ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương cùng với tướng lĩnh cấp cao đang diễn ra mà chẳng đe dọa được một người cấp phó phòng như bà Nguyễn Thị Kim Anh, thì làm sao mà những vị tai to mặt lớn thành tinh kia run sợ được?